Putin không thích chơi game. Hello anh em, là Phong của Phá Đào đây. Và hôm nay trong số vlog này thì mình muốn nói đến cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và nó cũng kéo dài được hơn nửa năm rồi. Tuy nhiên thì có lẽ anh em, nhiều anh em đấy là đã nghe đến cái cuộc chiến này rồi, thậm chí cũng biết rất nhiều thông tin về tin tức. Tuy nhiên mình chưa thấy ai ở Việt Nam làm về cái cuộc chiến tranh này, thì nó liên quan gì đến nền công nghiệp game. Thế nên là mình nghĩ đó cũng là một chủ đề khá là hay, và mình sẽ muốn chia sẻ cái điều đấy trong cái số vlog này. Thì trên thực tế thì việc Nga xâm lược Ukraine thì đã bị cộng đồng quốc tế lên án dữ dội, đặc biệt là các nước phương Tây và một số nước phát triển ở khu vực châu Á. Và các lệnh trừng phạt từ khắp nơi trên thế giới thì gia tăng mỗi ngày. Hệ thống tài chính của Điện Kremlin thì đã bị tẩy chay hoàn toàn bởi các tổ chức tài chính toàn cầu. Và chính quyền Tổng thống Biden ở bên Mỹ ấy, thì đầu năm nay họ đã công bố một lệnh cấm vận đối với năng lượng nhập khẩu của Nga. Đây là những cái động thái lớn chưa từng có. Và chúng thì không chỉ giới hạn ở mỗi đồi Capitol. Trên thực tế thì không chỉ Mỹ mà các nước phương Tây và nhiều quốc gia khác cũng ra lệnh trừng phạt. Thậm chí cái việc này nó không chỉ dừng lại ở quy mô chính trị, mà thậm chí còn lan sang cả ngành công nghiệp game, điện tử và giải trí. Và chính xác thì các công ty kinh doanh về mảng trò chơi điện tử và giải trí ấy, thì nhiều trong số đó thì thường giữ cái thái độ gọi là phi chính trị trong thông điệp của họ. Nhưng mà lần này thì họ đã ra một quyết định, đó chính là tạm ngừng kinh doanh ở Nga và hoặc là thực hiện các thay đổi đối với các dịch vụ họ trên khắp thế giới. Điển hình như là Microsoft đã đình chỉ các hoạt động kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mới ở Nga. Đó cũng dường như là đi theo các chính sách kinh tế thuộc chiến lược đối ngoại mà Biden tuyên bố. Thậm chí là Microsoft cũng nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục giúp các quan chức an ninh mạng ở Ukraine phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Nếu như đó là hành động của đội xanh lá cây, thì đội đỏ và xanh nước biển cũng có những cái động thái tương tự. Tất nhiên là Nintendo và Sony thì không phải là công ty của Mỹ và họ sẽ không phải chịu những cái quy định chính sách của nước này. Tuy nhiên là nếu bạn nhìn vào cái tựa game Adventure 1+2 Reboot Camp đã bị lùi lịch ra mắt không rõ lý do, thì chúng ta đều có thể ngầm hiểu ở đây chính là Nintendo không muốn có một nước đi PR căng thẳng, theo đó họ muốn có một nước đi PR khôn khéo khi không muốn bán cái tựa game lấy đề tài chiến tranh trong cái thời điểm nó nhạy cảm như thế này. Bên cạnh đấy thì Sony thì cũng đình chỉ tất cả hoạt động bán hàng, bao gồm cả việc ra mắt trò chơi độc quyền mới nhất của họ là Gran Turismo 7 ở Nga. Nhưng mà đó chỉ là một cái phần nổi của tảng băng chìm thôi. Chúng ta thì vẫn đang ở trong một cái cuộc phản đối bằng kinh tế mang tính lịch sử đối với Điện Kremlin. Và những cái nhà phát hành game lớn này họ mới chỉ ra những cái hành động này, nó mới chỉ là những cái dấu hiệu đầu tiên mà thôi. Thế nên chúng ta có thể thấy là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm. Nên là nền công nghiệp điện tử giải trí sẽ vẫn tiếp tục lảng tránh Nga. Vậy thì tại sao các tập đoàn này lại xa lánh cái đất nước của bài hát Katyusha này? Hãy cùng với mình đi tìm câu trả lời nhé. Một số nhà phát hành game dường như phải có động thái do chính từ áp lực từ công chúng. Có thể kể tên tới EA khi mà hãng này đã loại bỏ tất cả các cầu thủ của đội tuyển Nga ra khỏi FIFA 22. Thậm chí là Epic cũng đã tạm ngừng hoạt động thương mại trong nước, nhưng vẫn giữ cho các công cụ liên lạc để khách hàng Nga vẫn có thể truy cập được. Hãng Activision thì tiến một bước xa hơn. Cụ thể hãng phát hành này họ đã quyên góp được hơn 300.000 đô la để ủng hộ Ukraine. Thực tình mà nói thì mình thấy khá là ngạc nhiên khi mà ngành công nghiệp trò chơi điện tử lại có lập trường cứng rắn đối với một cái vấn đề chính trị như thế này. Tại vì là cái cuộc xâm lược Nga-Ukraine nó vẫn là một cái phân cực trắng đen trong tâm thức của giới phương Tây. Và điều này đã tạo ra một cái làn sóng nó quá lớn, khiến cho các nhà phát hành game lớn trên thế giới, mà phần nhiều đều là những công ty đã lên sàn chứng khoán, họ cảm thấy cái sức nặng từ chính phủ hay là người dân để rồi buộc phải đi theo cách xử lý để làm hài lòng những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Bên cạnh đó thì các quan chức của Ukraine cũng đã làm rõ quan điểm của họ rằng là họ muốn tất cả cùng chung tay, bất kể ngành nghề nào, thậm chí là tất cả cùng hợp nhất để chống lại những kẻ xâm lược. Vào ngày mà mùng 2 tháng 3 thì phải, thì trước khi có nhiều biện pháp của luật kinh tế được công bố thì Mykhailo Fedorov, phó thủ tướng của Ukraine đã yêu cầu lĩnh vực trò chơi điện tử tạm thời chặn tất cả các tài khoản của Nga và Belarus, đồng thời chấm dứt mọi sự kiện thể thao điện tử đã được lên kế hoạch ở hai nước này. Đủ để các bạn thấy là cái cuộc chiến này nó ảnh hưởng đến rất nhiều yếu tố, và game hay giải trí đi nữa thì nó không thể thoát khỏi được cái việc như thế này. Từ trước các hãng này có thể bịa ra các lý do khác nhau dẫn đến cái việc tẩy chay với cái hàm nghĩa ác ý hơn, nhưng trên thực tế là ít bị buộc tội hơn về mặt chính trị.
chẳng hạn như là Nintendo đã tạm dừng các chuyến hàng đến Nga vì theo cách nói của công ty này là đang có biến động đáng kể xung quanh dịch vụ hậu cần vận chuyển và phân phối hàng hóa vật chất. Mặt khác thì Amazon đã đưa cái việc đình chỉ dịch vụ của họ, bao gồm các khoản thanh toán cho các streamer Twitch của Nga với một loạt các biện pháp trừng phạt do Biden. Ngăn cản các công ty Mỹ gửi các thành phần hàng không, quốc phòng và vận chuyển cùng với các mặt hàng công nghệ cao như là chất bán dẫn với thiết bị viễn thông cho đất nước này. Điều này gắn liền với thực tế là nhiều tùy chọn kiếm tiền từ bên thứ ba của Nga đã bị hủy bỏ. Ví dụ như là PayPal, Mastercard, Visa hay là American Express thì đều đã bị tạm dừng hoạt động ở biên giới. Điều này khiến cho các công ty dựa vào các cơ sở hạ tầng thanh toán đó không thể phục vụ cho khách hàng ở Nga. Và nếu như là bạn đang bối rối về các biện pháp trừng phạt thực sự là gì, thì Vox đã phân tích hai loại trừng phạt chính mà Mỹ và các quốc gia khác đang áp đặt về tài chính và kinh tế. Các biện pháp trừng phạt tài chính chủ yếu liên quan đến thị trường và ngân hàng. Và có lẽ động thái đáng chú ý nhất về vấn đề này chính là việc Liên minh châu Âu đã loại bỏ SWIFT, hệ thống nhắn tin được sử dụng để gửi và nhận các hướng dẫn thanh toán xuyên biên giới giữa các ngân hàng. Chính phủ của Hoa Kỳ cũng có thể áp đặt các chính sách này và ngăn cản các công ty Hoa Kỳ xuất nhập khẩu hàng hóa sang Nga. Sự kết hợp của hai loại trừng phạt này đã dẫn đến những lý do khác khiến cho các công ty giải trí sẽ không hoặc đơn giản là không thể kinh doanh ở Nga vào thời điểm này. Và nếu như bạn tìm hiểu và biết tiếng Anh thì mình cũng không cản. Nhìn chung thì phần lớn và sự bài trừ Nga dường như xuất phát từ những nhạy cảm trong xã hội phương Tây lẫn như ở các nước giàu khu vực Đông Á. Nếu là phản chiếu bởi chính các game thủ tại những khu vực này, một quyên góp từ thiện từ cộng đồng game thủ hiện trên trang x.io đã thu về được hơn 5 triệu đô la để gửi cho những người tị nạn của Ukraine. Và cái sự phản đối chiến tranh của Putin nó đã trở thành một cái niềm tin chủ đạo trong sở thích thực tế vốn chỉ xảy ra ngay trong một đêm đối với những cái quốc gia như thế này. Bất chấp điều đó thì các nhà phát hành game hay là một số công ty giải trí một khi đã thực hiện các biện pháp trừng phạt như thế này ấy, thì họ sẽ có nguy cơ phải đối mặt với một số thiệt hại tài chính. Rõ ràng quyết định trừng phạt Nga không hẳn là điều họ muốn làm khi mà mọi công ty đều đã lên sàn rồi và họ thì phải tuân theo các cổ đông và yêu cầu phát triển không ngừng. Trang web game industry.biz cho biết rằng là nhà phát hành game Take-Two là một trong những công ty tạm dừng bán hàng ở Nga. Và thậm chí là trên thực tế, tựa game Grand Theft Auto Online là trò chơi phổ biến thứ 3 tại quốc gia này. Nếu mà tính theo cái số lượng người chơi hoạt động hàng tháng thì đó là một cái sự thu hẹp khá lớn về mặt thị phần. Và nếu như tạm thời mọi thứ cứ như thế này thì về mảng thị phần của Take-Two thì có lẽ là cái sự sụt giảm này có thể sẽ được thể hiện rõ ràng trong cái báo cáo tài chính sắp tới của họ. Mặc dù vậy thì game industry.biz chỉ ra rằng là trò chơi điện tử chỉ chiếm chưa đầy 1% trong tổng chi tiêu của người tiêu dùng Nga mà thôi. Không có khả năng là cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin sẽ bị tê liệt bởi sự khan hiếm nghiêm trọng của video game. Suy cho cùng thì Nga đơn giản không hẳn là một cái thị trường lớn trong nền công nghiệp game, hay nói chính xác hơn là trong danh mục đầu tư của ngành công nghiệp điện tử game các kiểu. Thì game industry.biz cũng nói rằng là về mặt tổng thể thì quốc gia này chỉ chiếm có 6% trong cái mục chi tiêu của người tiêu dùng châu Âu về mảng trò chơi điện tử. Bên cạnh đó thì tờ The Atlantic cũng chỉ ra là Nga cũng là một cái thị trường lớn đứng thứ 9 trong năm 2019 mà thôi. Nên là không nghi ngờ gì nữa khi mà nó sẽ dễ dàng hơn với các công ty có quyền đổ lỗi cho Nga khi mà chỉ số kinh tế của nước này có thể dự kiến giảm tới 11% và có thể dẫn tới những cuộc suy thoái liên tục. Nhưng nhìn chung thì tất cả những cái động thái này nó không phải là một cái sự sụt giảm nhỏ đối với nền kinh tế của Nga. Và theo tờ Time thì càng nhiều công ty làm những cái điều này ấy, thì nền kinh tế Nga sẽ càng trở nên biến động, bởi vì là nó hoạt động như là một cái loại đòn bẩy ngoại giao chính trong những cái tình huống như thế này. Những cái động thái bắt buộc một công ty như Twitch phải tạm dừng thanh toán cho những streamer người Nga hoàn toàn ảnh hưởng đến cái kế sinh nhai của họ. Bởi vì là xem mà tổng thể ấy, thì khi mà cái sự trừng phạt tích tụ dần về mặt đường giá ấy, nó có nghĩa là cố gắng đẩy sức ép lên bộ máy chính quyền nhằm suy yếu những cái giá trị cốt lõi của một quốc gia, đặc biệt là trên diện rộng có phạm vi trên toàn thế giới. Đó chính là cái vị thế kinh tế của nó. Vậy thì những cái điều mình vừa nói ấy, thì thực chất là nó có liên hệ gì đến Việt Nam hay không ấy? Ý mình là về mặt video game thôi nhá. Thì trên thực tế thì nó không, nó cũng nếu có thì cũng sẽ chỉ là rất nhỏ mà thôi. Bởi vì là gần đây ấy, thì cũng có những cái thanh niên mua cái dịch vụ Xbox Game Pass qua những cái tay thương bên thứ ba ấy, với cái mức giá rẻ. Theo mình được biết thì nó là thông qua những cái thẻ tín dụng hay là cái gì gì đó của Nga, nghĩa là nó có liên quan đến hệ thống thanh toán của Nga, mà dẫn tới những cái chiếc Xbox của họ đã bị ban vĩnh viễn. Tức là một số game thủ ở Việt Nam ấy, họ mua Xbox Game Pass từ bên dịch vụ thứ ba rồi để bị ban. Thì điều đấy cũng có thể nói lên là
đó là một cái lời cảnh báo không nhân nhượng của Microsoft khi họ quyết tâm tách Nga ra khỏi các thị trường khác mà họ đang kinh doanh. Thế nên là có hiểu rằng cái lệnh cấm này nó take serious, và với bộ phận là người dùng chúng ta chỉ rất là nhỏ, nó không nghe thì có vẻ không ảnh hưởng gì, nhưng mà một khi đã ăn đòn phải thì sẽ cảm thấy nó thực sự là có ảnh hưởng. Và đó là tất cả những gì trong cái số vlog này. Hy vọng thì cái vlog này đã giúp cho anh em có thêm những cái kiến thức về nền công nghiệp game. Và thực tình là mình cũng chỉ mong là cái chiến tranh này kết thúc càng nhanh càng tốt mà thôi, bởi vì là nhiều studio làm game của Ukraine thì đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví dụ lớn nhất có thể kể tới đó chính là cái tựa game Stalker 2 Heart of Chernobyl của GSC Game World. Bởi vì sao? Bởi vì là nhiều nhà làm game của cái studio này ấy, thì họ đã phải tạm dừng và vác súng lên để chiến đấu. Nên rõ ràng đây là một cái thứ mà chúng ta không hề muốn nghe, đúng không? Nhưng mà sự thật thì nó vẫn rất là tàn nhẫn như vậy. Thế ta có thể thấy là cuộc chiến tranh này sẽ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hay là kết thúc trong một sớm một chiều. Và vì vậy thì nền công nghiệp game có thể sẽ vẫn tiếp tục bỏ rơi Nga nếu như nước này vẫn không chịu rút quân. Ok, vậy là mình vừa nói cho các bạn những cái thông tin về nền công nghiệp game Nga ngố rồi Ukraine các kiểu. Và xin hẹn các anh em trong những cái số vlog tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.